39. Mã Văn Hải đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy? Báo cáo chính ủy, đi vệ sinh rồi. Sao? Lắm chuyện thế. Bốn người các cậu ở đây với Mã Văn Hải, không được để xảy ra vấn đề gì trên đường. Rõ. Trần Qua, nói với Mã Văn Hải buộc phải bắt gấp. Rõ. Xuất phát, tạm biệt chính ủy. Cậu theo dõi tôi. Tôi sắp đi rồi. Tôi hỏi cô lần cuối, có đưa bản đồ liên lạc cho tôi không? Không nhận được mệnh lệnh. Được. Tôi sẽ cử người tới lấy. Chị Quảng, rất sân sao? Bà chủ điện tới rồi. Chị Quảng, tôi hỏi thăm chị một chuyện. Mấy ngày trước, chị có bị mất cái khăn choàng này không? Cô để tôi nhớ lại đã. Hôm đó đó. Hôm nào vậy? Hôm trung đoàn trưởng Vương xảy ra chuyện. Tôi làm việc nhiều quá nên thấy nóng, ra mồ hôi, nên đã cởi khăn choàng và áo ấm ra, để trên cái bồn. Tôi xách một thùng nước về, thì không thấy khăn choàng và áo khoác nữa. Vậy hôm đó ở đây có ai thuê không? Cũng không có khách nào mới, chỉ có chuyên gia Mã thôi. Chuyên gia Mã? Nhưng chuyên gia Mã là người của giải phóng quân. Anh ta tuyệt đối sẽ không trộm đồ của phụ nữ đâu. Cũng phải. Vậy được rồi. Chị Quản, chị làm việc tiếp đi. Tôi đi trước đây. Được. Tôi lệnh. Ông nói xem tại sao Hạ Bộ Thăng cứ tránh né gặp mặt ông vậy. Giờ lúc này hắn ta giở trò tránh né, không gặp tôi. Có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, thất bại ở Thiết Trục Phố lần này, ông ta nghi ngờ là do Hứa Điện Đình tôi mà ra. Tại sao Hứa Lăng Mai phải rời đi? Nói là đến mộ của Vương Thiếu Cường nghiệm thi, nhưng đến nay không có tin tức. Thứ hai, trận chiến ở Thiết Dục Phố, thay vì nói chúng ta nắm chắc phần thắng, chi bằng nói quân cộng dụ rắn ra khỏi hang, đánh một trận mai phục. Vậy ai tiết lộ kế hoạch của Hà Bộ Thăng chứ? Trong mắt của ông ta vẫn là Hứa Lăng Mai. Thứ ba, có phải là do chúng ta rút lui, không đi theo Hà Bộ Thăng, cho nên họ mới... Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất. Chị trách tôi khi đó thông minh bị thông minh hại. Ở góc độ của Hạ Bộ Thăng mà xem xét, là hai cha con Hứa Điện Đình tôi cùng hợp tác diễn kịch. Tôi lệnh, dựa trên ba lý do mà ông nói thì đủ để bắn chết chúng ta rồi. Muốn bắn chết tôi đâu mà dễ vậy chứ. Trong tay của Hạ Bộ Thăng có bản đồ cất giấu kho báu, hai mắt bị che rồi. Hắn muốn tìm thấy nơi cất giấu báu vật. Ai giúp hắn đây? Còn không phải cần nhờ Hứa Điện Đình tôi sao? Tôi hiểu rồi. Tư lệnh nắm được điểm yếu muốn phát tài của Hà Bộ Thăng. Tôi tin chỉ cần tư lệnh bảo mật được thông tin báo vật giấu ở đâu, thì sớm muộn gì chúng ta cũng vực dậy được Đông Sơn. Tôi cũng không biết báo vật được giấu ở đâu. Tôi chỉ biết địa điểm giấu báo vật. Tiếp theo phải xem Hà Bộ Thăng ra chiêu gì. Chúng ta cứ lẳng lặng quan sát tình thế đi. Lăng Mai, sau này cha sẽ không để con rời xa cha nữa, cũng không để Vương Thiếu Cường ở đây tự làm theo ý của mình nữa. Nhiệm vụ Vương Thiếu Cường giao cho con đã không hoàn thành. Ngoài ra, con cũng không khuyên được cha con xuống núi đầu hàng. Con đã giúp chúng ta đánh một trận lớn. Đừng nghĩ nhiều nữa. Nào, mau ăn đi. Nguội hết rồi. Nào.
Lát nữa con sẽ tự ăn. Được. Lát nữa con tự ăn nha. Tại sao ở đây ai cũng nói Vương Thiếu Cường chưa chết thế? Có phải mọi người đang lừa con không? Không có, không có. Nếu anh ấy chưa chết, tại sao không tới thăm con chứ? Con gái, là thế này. Vương Thiếu Cường còn phải đánh một trận đặc biệt. Chờ đánh xong trận này rồi, cha sẽ cho cậu ấy ở cạnh con thêm vài ngày. Có được không? Con không tin. Xem con kìa. Nghĩ đi đâu không biết. Nghĩ cái gì vậy? Con nhớ cha con. Không biết cha con ở trên núi thế nào rồi. Nếu cha biết con bị thương, nhất định sẽ rất là lo lắng. Trung đoàn trưởng, tôi nghe ngóng được rồi. Cái khăn toàn màu xanh chỉ có chị quản ở nhà trọ có thôi. Hơn nữa hôm đó thuê phòng chỉ có chuyên gia Mã. Bà chủ Điền, phiền cô tới cơ quan hành chính thêm một chuyến, gọi chính quỹ Trần và thủ trưởng Hách tới giúp tôi. Được, tôi đi đây. Tôi thấy khỏe nhiều rồi. Con muốn xuất viện, về núi báo đầu, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Vương Thiếu Cường giao cho con. Con gái à, chuyện này vẫn phải do Vương Thiếu Cường quyết định. Đợi khi con gặp cậu ấy, con tự nói chuyện với cậu ấy đi. Sư trưởng, cha không thể đáp ứng yêu cầu của con sao? Có thể, nhưng cha không tiện can dự vào. Mà bắt giữ Phùng Mỹ Chi, phải thẩm tra rốt cuộc Mã Văn Hải là người thế nào. Hơn nữa phải tìm hiểu xem hôm đó Mã Văn Hải đã nói với cô ta những gì trong phòng giam. Được. Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin Phùng Mỹ Chi chính là Úc Kim Hương. Lúc trước Phùng Mỹ Chi đã đáng nghi rồi. Úc Kim Hương này không thể là ai khác trừ cô ta. Vậy tối nay mấy giờ chúng ta ra tay? 9 giờ tối nay, bắt đầu hành động. Cần dẫn theo bao nhiêu người? Đích thân tôi ra tay. Lúc đó tôi sẽ dẫn theo khỉ gầy và tứ trụ. Còn chuyện này nữa, được. Sau khi bắt Phùng Mỹ Chi, nếu cô ta chủ động khai báo, ba chúng ta cùng nhau nhất trí một cách xử trí, xem như cô ta tự thú. Phùng Mỹ Chi ơi là Phùng Mỹ Chi, vẫn còn trẻ như vậy. Trung đoàn trưởng, nghe nói người phụ nữ này, Phùng trưởng ban, đến nhà tôi ăn cơm đi. Nhà tôi có nấu thịt bò. Không cần đâu, tôi tự nấu được. Có phải coi thường tôi không? Lão Triệu nhà tôi không có nhà, chỉ có tôi và con trai thôi. Cô qua cho đông vui, cô nghĩ gì vậy chứ? Tôi chỉ là quen rồi, không thích tới nhà người khác ăn cơm. Để lần sau đi. Phùng trưởng ban, có phải cô vẫn còn thích Trung đoàn trưởng Vương không? Nói bậy bạ gì vậy? Nghe nói thế không biết. Trong khu ai mà không biết chứ. Cô thích anh ấy nhưng mà người anh ấy thích lại là Hứa Lăng Mai. Hơn nữa, Trung đoàn trưởng Vương cũng hy sinh rồi. Cho dù anh ấy còn sống, anh ấy cũng không thích cô. Tôi thấy cô nên từ bỏ đi. Cô xem một mình cô, cần gì ở đây lãng phí tình cảm? Có phải vậy không? Đừng cố chấp nữa. Tôi đi trước đây. Mấy ngày nay, chính quyền Trần và thủ trưởng Hách đến nhà trọ Nam Bắc mấy lần rồi. Nếu Vương Thiếu Cường còn sống, liệu anh ấy có ở trong nhà trọ Nam Bắc chỉ huy chiến đấu ở đó không chứ? Bà chủ Điền, Phùng trưởng ban tới rồi sao? Đúng vậy. Ở đây sao lại yên ắng thế chứ? Hôm nay làm ăn không tốt, ngày mai khách khứa tụ tập, chuyện làm ăn sẽ tốt lên thôi. Phùng trưởng ban tìm tôi có chuyện gì không? Tối nay tôi làm miếng nấu cơm, muốn tới chỗ cô ăn ít đồ. Phùng trưởng ban là khách quý, khó khăn lắm mới tới quán tôi một lần. Lần trước đi cùng Trung đoàn trưởng, ăn món canh thịt dê ngon quá. Đúng rồi, còn món gà nướng Bình Lượng, gỏi trộn Thiên Thủy nữa. Phải, ăn rồi còn muốn ăn nữa. Không phải hôm nay thèm quá nên mò tới đây sao? Vậy mau vào đây, ngồi ngồi. Cậu Nhi, có đây. Phùng trưởng ban tới rồi sao? Phùng trưởng ban tới ăn cơm, cậu dặn nhà bếp nấu một phần canh thịt dê hầm, còn có món gà nướng Bình Lượng. À, còn món gỏi trộn Thiên Thủy nữa. Không không, một mình tôi ăn không hết nhiều đồ vậy đâu. Mỗi món là một nửa có được không? Được, không sao. Cô đấy, hôm nay ở đây cứ để tôi bao, không cần phải trả tiền. Vậy sao mà được? Tôi là cán bộ,
phải tuân thủ kỷ luật. Bình thường không được nhận bất cứ thứ gì của nhân dân, chẳng có thể ăn không ba món của cô được. Nếu cô không lấy tiền, vậy tôi không ăn nữa. Được rồi, tôi lấy tiền. Vậy được, tôi dặn nhà bếp làm mọi thứ một nửa thôi. Được, tôi đi rót ấm trà cho cô. Cô ngồi chờ tí nha. Được. Trung đoàn trưởng, trưởng ban Phùng tới rồi. Phùng Mỹ Chi tới rồi sao? Cô ta tới làm gì? Đến để ăn cơm. Nhưng có điều cũng lạ, trước giờ cô ta chưa từng tới chỗ tôi ăn cơm. Anh nói xem, có phải cô ta nghe được tin tức thì biết anh vẫn chưa chết không? Không thể nào. Bây giờ phải làm sao? Thế này, cô xuống dưới giữ chân Phùng Mỹ Chi cho tôi. Cho dù thế nào cũng không được để cô ta chạy tới chỗ tôi. Được, cô đi đi. Nào, canh thịt dê đến đây. Món gà nướng Bình Lượng, mời ăn thông thả. Cảm ơn nha. Nhanh vậy mà nấu xong món canh thịt dê này rồi. Một giờ chiều nay là nấu xong rồi. Tôi còn nghĩ rằng hôm nay có mấy người khách thôi. Không ngờ Phùng trưởng ban thật sự là có lộc ăn. Món canh này thành ra là nấu cho cô ăn rồi. Vậy tôi nếm thử. Ngon không? Ngon. Tôi qua mặt ai chứ không thể qua mặt cô được. Chứ sao? Ở đây vừa có thịt dê, vừa có gà nướng, thiếu bình rượu thôi. Rượu sao? Tôi cũng muốn uống, nhưng không dám uống. Có gì mà không dám uống chứ? Buổi tối còn làm việc nữa. Đã tan làm rồi, còn làm việc gì nữa chứ? Có việc gì thì để mai làm. Được, lên rượu đi, sảng khoái. Cô uống rượu lão hoàng thai của chúng tôi. Uống sai rồi, cô là Dương Quý Phi. Nào. Phùng trưởng ban đúng là tổ lượng cao thật. Xem ra là đô bất tử rồi. Làm gì có. Lát nữa là tôi sai ngay đấy. Chắc chắn không về được đâu. Phải nghĩ là chỗ cô rồi. Vậy tôi đi dọn trước cho cô một phòng hạng sang nha. Tôi không trả nổi đâu, không thu tiền của cô. Vậy mà sao được? Thế này, bà chủ Điền, tôi ở phòng cô, hai chúng ta chung phòng. Phòng tôi lộn xộn lắm, hay để tôi lên dọn dẹp. Sao vậy? Không lẽ trong phòng cô có dấu đàn ông sao? Sao có thể chứ? Tôi là một quả phụ, chú ý nhất là danh tiếng. Không có đàn ông thì cô gấp cái gì chứ? Uống đi. Được trưởng ban Phùng xem trọng, để tôi uống cùng cô. Nào. Rau trộn thiên thủy, Long Nam, Tiểu Giang Nam. Phụ nữ không có đàn ông thì cô độc. Tôi quen rồi. Phùng trưởng ban, tôi thấy hôm nay hình như cô không được vui lắm. Không có. Có phải lúc chiều cơ quan tổ chức lễ truy điệu cho trung đoàn trưởng nên cô còn buồn không? Đúng rồi bà chủ Điền. Làm sao cô biết cơ quan của tôi tổ chức lễ truy điệu? Những chuyện này chúng tôi đều bảo mật. Làm sao chuyện gì cô cũng biết được thế? Là ai nói với cô? Không phải trước kia tôi làm nội gián cho địch sao? Không có việc gì làm thì đi nghe ngóng tin tức thôi. Cô nói xem, trung đoàn trưởng Vương mấy ngày trước vẫn còn bình thường, cũng chính ở cái bàn này các cô còn cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Mới mấy ngày thôi, nói mất là mất rồi. Đời người giống như một giấc mộng thôi.
Còn nhớ hôm đó trung đoàn trưởng còn biểu dương cô. Nhớ chứ, làm sao mà không nhớ được. Cô gái, người chết không thể sống lại, ai đến với ai đều là duyên trời định cả. Tôi thấy trong đội cũng có mấy cậu đẹp trai, hay là tôi làm mai cho cô. Trưởng Băng Phùng, rượu và đồ ăn còn chưa ăn xong mà. Trưởng Băng Phùng, Trưởng Băng Phùng, vẫn còn chưa uống rượu hết mà. Cô làm cái gì vậy? Trưởng Băng Phùng, mở cửa ra. Trưởng Băng Phùng, cô uống chưa sai mà. Nếu cô sai thì tôi cho cô ở lại. Lẽ nào bên trong có đàn ông thật sao? Sao có thể như thế được? Trưởng Băng Phùng, tôi đã nói là không có đàn ông rồi, chuyện này không thể nói bậy được đâu. Hay là ngửi xem trong phòng này có mùi đàn ông không? Trung đoàn trưởng thật sự chết rồi sao? Tiểu Phùng, Tiểu Phùng, Tiểu Phùng. Trung đoàn trưởng, anh không cần cứu tôi. Tôi chính là. Được rồi, đừng nói nữa. Đồng chí Mỹ Chi, cô không cần nói nhiều. Vương Thiếu Cường, tôi tin cô vẫn là đồng chí của chúng tôi. Vương Thiếu Cường, xin lỗi. Các anh xem tôi là người nhà. Tôi lại là kẻ địch của các anh. Có rất nhiều chuyện tôi khó mà nói rõ được. Tối nay cô đưa Trưởng Băng Phùng về nhà sau. Tôi cảm thấy tối nay cô ta có chút không bình thường. Tôi thấy không phải. Cô gái này rất thông minh. Cô ta nghi ngờ anh chưa chết, còn nghi ngờ anh ở chỗ tôi. Anh nói xem cô ta nghi anh chưa chết cũng dễ đoán, nhưng làm sao cô ta có thể nghi ngờ việc anh tới ở chỗ tôi được chứ? Tại sao cô ta lại tới đây? Chắc tối nay không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Chắc không đâu. Hay là chờ lát nữa tôi đi xem cô ta. Trung đoàn trưởng, cũng không còn sớm nữa. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi đây. Đừng đừng. Tối nay cô không cần đi đâu cả. Cô cứ ở đây đi. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. Bà chủ điền, cô nghĩ đi đâu vậy chứ? Trung đoàn trưởng, là tôi, khỉ gầy. Vào đi. Báo cáo trung đoàn trưởng, chúng tôi đã tới rồi. Tới trụ. Trên đường tới đây có nhiều người qua lại không? Có người, nhưng không nhiều. Trung đoàn trưởng, vậy bây giờ chúng ta xuất phát đi. Đợi chút nữa.
Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi, xuất phát thôi. Trung đoàn trưởng, anh đi đâu vậy? Bà chủ điện, tối nay phải để cô chịu thiệt thòi rồi. Tứ trụ, lấy khóa, nhốt bà chủ điện trong phòng. Đêm nay bà chủ điện không được đi đâu cả. Đi, rõ. Trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, có người không? Không có. Trung đoàn trưởng, ở đây còn có một bức thư. Tôi là Úc Kim Hương, tôi đã giao bản đồ liên lạc rồi. Các anh không liên lạc được với tôi đâu. Điện đài ở trong nhà củi, các anh sẽ tìm được. Tôi đi đây. Ra đi mãi mãi. Vương Thiếu Cường, Vương Thiếu Cường. Thế nào, Trung đoàn trưởng, Phùng Mỹ Chi đâu rồi? Phùng Mỹ Chi chạy rồi, chạy rồi. Có cần cử người truy bắt không? Chính quỷ, chuyện của Phùng Mỹ Chi nhất định không được nói với ai. Chuyện cô ta chạy thoát phải giữ kín tin tức. Giữ kín tin tức sao? Phải. Như vậy được không? Tôi hiểu con người Phùng Mỹ Chi. Được rồi. Được, cẩn thận, đi đây. Trung đoàn trưởng, tôi đến tìm anh đây. Tôi vốn cho rằng tôi sẽ chết trước mặt anh, không ngờ anh lại đi trước. Anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi là một người phụ nữ bất hạnh. Lúc tôi vừa sinh ra đã định phải đi theo con đường tăm tối rồi, một con đường đầy máu tanh và chết chóc. Chuyện này là chuyện tôi không muốn, nhưng tôi không có lựa chọn. Nhất định anh sẽ không tin lời tôi nói. Tôi muốn làm một người phụ nữ độc lập, nhưng tôi bị người khác ràng buộc.
Tôi muốn là một người phụ nữ lương thiện, thuần khiết, luôn luôn vui vẻ. Nhưng tay tôi đã nhiễm rất nhiều máu tươi rồi. Trước giờ tôi chưa từng thấy vui vẻ. Thiện giả ác, ngày ngày giằn xé linh hồn tôi. Tôi biết mọi chuyện không thể trách người khác, đều là do mệnh cả. Trung đoàn trưởng, tôi biết anh và tôi mãi mãi không thể đến được với nhau, bởi vì tôi là kẻ địch của anh. Kẻ địch sao có thể yêu thương nhau được chứ? Phùng Mỹ Chi, Phùng Mỹ Chi, Phùng Mỹ Chi, Trung đoàn trưởng, anh đến đón tôi sao? Phùng Mỹ Chi, Phùng Mỹ Chi. Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu cô ấy, mau. Sao vậy? Mau 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 cứu người đi. Mau mau bác sĩ, mau mau bác sĩ, mau. Nào bác sĩ, mau cứu người, mau lên. Báo cáo trung đoàn trưởng, cô ấy đã chết rồi. Sao lại vậy chứ? Cô ấy trúng độc, đã ngừng hô hấp rồi. Các cậu chú ý giữ bí mật chuyện này, rõ? Đi. Trung đoàn trưởng, chuyện của Phùng Mỹ Chi chúng ta nói như thế nào đây? Nói là điều Phùng Mỹ Chi đi rồi, vậy thi thể thì phải làm sao? Chuyện này đơn giản, tôi gọi một chiếc xe từ Sài Câu, buổi tối bí mật đưa cô ấy ra ngoài, mai táng ở Sài Câu là được. Đây là một viên đạn súng lục Browning.
Thông qua viên đạn này, có thể đoán ra quan hệ của cô ta và Mã Văn Hải. Hơn nữa trong thư tuyệt mệnh, Phùng Mỹ Chi có nói cô ta thừa nhận mình chính là Úc Kim Hương. Theo phán đoán, chuyện này có liên quan tới Mã Văn Hải. Sự việc cấp bách, có cần báo lên bộ chỉ huy sư đoàn không? Đừng gấp, chờ thêm đã. Được. Ngoài ra tôi đưa khỉ gầy và tứ trụ đi Cao Bình một chuyến. Chính quỷ, xảy ra chuyện lớn như thế, không báo lên bộ chỉ huy sư đoàn sợ là không ổn. Vương Thiếu Cường tự mình làm việc quen rồi. Mỗi lần cấp trên điều tra đều là tôi đứng ra gánh vác thay cho anh ta, sau đó bị sư trưởng mắng. Anh gọi điện cho sư trưởng dễ nói chuyện, dù gì cũng là bố vợ. Chỉ cần chúng ta báo cáo, muốn xử lý như thế nào phải xem thủ trưởng rồi. Alo, tôi là Trần Hoa, chuyển máy cho tôi tới phòng làm việc của sư trưởng. Alo, chào anh. Là chính quỹ Trần sao? Sư trưởng không có ở đây, ông ấy tới trung đoàn 3 rồi. Chính quỹ tới rồi, điện thoại ở đâu tới vậy? Là trung đoàn Lão Hổ gọi tới. Đưa cho tôi đi, rõ. Alo, tôi là Tằng Hy Dân, là Trần Hoa sao? Tằng chính quỹ, là tôi, Trần Hoa. Có chuyện gì thì nói mau đi, đừng dài dòng. Cũng không có chuyện gì, chỉ là lâu rồi chưa gặp ông, nên nhớ ông, mọi việc vẫn ổn chứ. Tôi nói này Trần Hoa, có phải cậu có chuyện không muốn nói với tôi không? Vậy được, chờ Khâu sư trưởng quay về, thì cậu hãy gọi lại đi. Không, Tằng chính quỷ, anh hiểu nhầm rồi, không phải có ý đó. Vậy là ý gì? Không phải Khâu Văn còn ở Cao Bình sao? Chỗ chúng tôi có vài đồng chí bị thương nặng, cần cô ấy tới chữa trị. Dù gì cô ấy cũng là bác sĩ chính của đội y tế. Chỉ chuyện này thôi sao? Vậy tôi lập tức lệnh cho Khâu Văn nhanh chóng quay về Thiết Dục Phố. Được được, cảm ơn chính quỷ Tằng. Cảm ơn. Tôi nói này Trần Hoa, sao hôm nay cậu khách sáo như vậy chứ? Nhất định có chuyện. Nếu cậu có chuyện giấu tôi, cho tôi điều tra ra, nhất định tôi sẽ xử phạt cậu nghiêm khắc. Chính quỷ, nói thật đi, chúng ta điều tra ra Úc Kim Hương rồi. Đây là chuyện tốt. Tại sao cậu lại giấu tôi chứ? Chính quỷ như tôi, trong mắt trung đoàn Lão Hổ các cậu không phải là chính quỷ sao? Không, không có ý này. Vậy là có ý gì? Nói, Úc Kim Hương nằm vùng ở đâu? Cơ quan hành chính, Úc Kim Hương đó ở phòng ban nào? Ban tuyên truyền Phùng Mỹ Chi. Vậy không phải là người phụ nữ chuyên gia Mã xác định lúc đầu sao? Phải. Nhưng sau đó anh ta lại phủ nhận. Đó là bởi vì trong lúc thẩm tra có người muốn bảo vệ Úc Kim Hương. Tôi lệnh cho các cậu lập tức bí mật áp giải Phùng Mỹ Chi về đây. Bây giờ, ngay lập tức, Phùng Mỹ Chi đã tự sát rồi. Tôi nói này Trần Hoa, kết quả của hôm nay hoàn toàn do cậu và Vương Thiếu Cường tạo ra. Nếu như mau chóng bắt giữ thì sẽ ra chuyện như bây giờ sao? Các cậu làm đứt manh mối quan trọng rồi, có biết không? Chính quỷ là thế này. Trước khi Phùng Mỹ Chi tự sát đã có ý tự thú. Cô ta giao hết điện đài và bản đồ liên lạc ra rồi. Hơn nữa trong di chúc còn thừa nhận mình chính là Úc Kim Hương. Trần Hoa, tôi lệnh cho cậu lập tức gửi tư liệu của Phùng Mỹ Chi tới Cao Bình. Chuyện này nhất định phải nói cho trung đoàn trưởng biết. Mau chóng cử người tới Cao Bình. Báo cáo, chuyên gia Mã tới rồi. Dân, chuyên gia Mã, chuyện lần này cậu làm rất tốt. Tốt lắm. Tục ngữ nói, mèo mù vớ phải cá rán. Vớ được cá rán, cậu lại thả đi mất. Chính quỷ, mấy ngày nay, cậu phải bắt thêm cho tôi mấy tên đặc vụ của địch. Tôi lập tức quay về Lan Châu. Không. Đi trung đoàn Lão Hổ. Đến trung đoàn Lão Hổ cùng các chiến sĩ chiến đấu, công đánh núi báo đầu. Chính quỷ, tôi xin một tiểu đội. Như vậy tôi sẽ bắt thêm được vài tên đặc vụ trở về. Nếu không bắt được thì sao? Nguyện rơi đầu. Cậu xem, lại nói chuyện kiểu quốc quân rồi. Được, cho cậu một tiểu đội. Rõ, chính quỷ, quyết định hoàn thành nhiệm vụ. Thank you.
Đứng im, các người làm gì thế? Trói anh ta lại, xảy ra chuyện gì? Các người là ai? Giải phóng quân. Đi, đi. Cậu là Lưu Đại Chí? Phải. Các người làm gì thế? Làm gì tự trong lòng cậu rõ? Dẫn đi, rõ. Đi. Hai người ở ngoài cửa chờ tôi. Đi tránh tuyết đi. Được. Đi. Xin chào. Hứa Lăng Ma ở phòng nào vậy? Là phòng này. Phòng này sao? Cảm ơn nha. Lăng Mai, anh vẫn còn sống sao? Còn sống. Lăng Mai, thế nào? Vết thương đỡ hơn chưa? Anh không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh em thôi. Nói láo, không gạt em đâu. Bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ chính của anh là ở cạnh em. Đã xác nhận rồi. Phát súng đó là Mã Văn Hải bắn. Làm sao anh biết? Vì viên đạn đó là đạn súng lục Browning. Còn súng của Mã Văn Hải chính là súng lục Browning. Em nói danh từ lâu rồi. Hắn không phải Mã Văn Hải, hắn là Hà Cảnh Phương. Cha của hắn ta là Hà Bộ Thăng, mà anh lại không tin. Nhưng thân phận bây giờ của Mã Văn Hải là chuyên gia chống đặc vụ. Chuyên gia chống đặc vụ gì chứ? Bản thân hắn là một đặc vụ thì có, bắt hắn ta là được rồi. Chúng ta cần phải tìm được chứng cứ xác đáng, cấp trên mới có thể đồng ý bắt người được. Để em nghĩ xem. Lão Tăng, Trung đoàn 3 đánh trận ở dãy Lạc Đà, anh đoán xem thế nào? Tiêu diệt được 25 tên thổ phỉ của Lý Tam Bào. Rất tốt, chúng ta lại thắng được một trận lớn. Thiết Dục Phố có gì mới không? Có. Điều tra ra Úc Kim Hương là ai rồi? Ẩn mình rất sâu đúng không? Úc Kim Hương này chính là trưởng ban tuyên truyền Phùng Mỹ Chi, là người đầu tiên chuyên gia Mã nhắm tới. Vậy chuyên gia Mã này có mắt quan sát đấy. Sau đó bị bác bỏ. Tại sao? Vương Thứ Cường bảo vệ cô ta. Chuyện này tôi biết. Vương Thứ Cường sợ đánh rắn động cỏ. Sao? Lão Khâu, tại sao chuyện gì anh cũng giấu tôi vậy chứ? Lão Tăng, không giấu gì anh. Nếu không có chứng cứ xác đáng, chúng ta không thể vội kết luận. Cho dù khẳng định Phùng Mỹ Chi là Úc Kim Hương, thì cứ để họ điều tra đã. Mã Văn Hải là người đáng nghi. Con gái tôi chắc chắn cậu ta chính là Hà Cảnh Phương, con trai của Hà Bộ Thăng. Chúng ta không thể không đề phòng cậu ta. Lão Khâu, tôi phát hiện lời tôi anh chỉ nghe một nửa, lời con gái anh nghe theo hết cả. Tôi chú ý thôi. Hôm nay Mã Văn Hải phải đi bắt một phần tử của địch. Tên đặc vụ này đã liên tục sát hại mấy cán bộ trong thôn của tôi.
Vậy chúng ta phải xem hành động thực tế của cậu ta. Lão Khâu, người cấp trên phái tới, chúng ta không nên nghi ngờ. Được được, tôi sẽ chú ý. Em nhớ ra rồi, em và hắn ta từng chụp hình với nhau. Hình? Hình gì? Lúc em 7-8 tuổi có chụp chung hình với hắn ta. Chụp với Mã Văn Hải sao? Em chắc không. Còn có Phùng Mỹ Chi. Còn có Phùng Mỹ Chi sao? Chính là cô ấy. Xem ra anh phải đi Thiết Dục Phố một chuyến. Tứ trụ, tên Mã Văn Hải này uy phong thật. Hắn bắt người đi rồi. Đi, vào thôi. Được. Xuân Hà. Tứ trụ, trung đoàn trưởng đâu? Ở trong phòng bệnh đấy. Đưa chúng tôi vào đi. Được. Trung đoàn trưởng, Mã Văn Hải bắt một người, áp giải tới bộ chỉ huy sư đoàn rồi. Khỉ gầy. Tứ trụ, hai cậu nghe đây, bắt đầu từ bây giờ theo sát Mã Văn Hải. Rõ. Đi đi. Lúc nãy anh còn nói ở cạnh em đấy. Đi sau. Đi đi. Thank you.